Xin chào mọi người, mình lại tiếp tục lên cho mọi người tham khảo một cái con máy trạm tiếp. Mình đặt nó là mã A63. Đây là một cái con máy trạm đeo, cũng rất là ok dành cho dân đồ họa thiết kế rồi đó. Mà đặc biệt là ai mà thích đẹp thì lấy dòng này là cực cực kỳ ok luôn á mọi người. Tại vì cái vỏ nó khá là đẹp ha, phím cũng rất là đẹp. Đây mọi người, mình có tặng mọi người tấm dán phím quốc tế, dán vào thì mình sẽ gõ kiểu quốc tế là ok, che những ký tự Nhật đi, và đúng khuôn của dòng này luôn, rất là đẹp. Bàn rê chuột nè mọi người nè, nó đẹp kinh khủng luôn, nó đưa tay rất là sướng. Và thường thường ở bên này nó sẽ hay bị dính lắm, nhưng mà cái con này là nó sạch trơn luôn, rất là sạch nha mọi người. Con này là cái chip HQ, màn hình 15.6 inch Full HD, có phím số rời bên hông nè. Và mình giới thiệu về cái cấu hình, sau mình sẽ quay cái ngoại hình. Nó là Dell Precision 7520 nha mọi người. Dell thì có nó dòng 3, dòng 5, dòng 7. Dòng 7 là lúc nào cũng dòng cao hết đó mọi người. i7-7820HQ đó ha, chip HQ 7820HQ này là nó 2.98 CPU đó mọi người ha. Thì chip HQ thì thường thường mình hay nói trên video là trong những cái dòng đồ họa đó thì lúc nào cũng có hết trơn, cạc rời á, coi gì mấy trạm RAM 32GB này, mà sau này ưng thì nâng lên 64GB cũng thoải mái luôn. Có nghĩa là những cái dòng máy này á là đều nâng cấp thoải mái, chạy song song hai card màn hình. Cái này là onboard trong máy 630, và card đồ họa rời M1200 này là 4GB. Với card đồ họa rời này thì mình làm việc rồi vẽ thiết kế kỹ sư, rồi mình đồ họa, hay là ngay cả sinh viên học sinh rồi đó, mình học những cái chương trình đồ họa là vẫn là thoải mái nha mọi người. Tại vì cái cấu hình này là mình bán rất là nhiều cho dân dân kỹ sư thật sự luôn. Mọi người tới nhà mình ở quận 9 thành phố Hồ Chí Minh, rất là nhiều khách mua cái cấu hình như thế này, toàn là dân kỹ sư không. Mọi người tự tìm hiểu cái model đó, mọi người tự liên hệ với mình đó mọi người. Cho nên là mình biết là cái dòng này thì nếu mà những ai mà chưa rành phải sắm máy như thế nào thì mọi người tham khảo thử ha. Chứ còn là mình thấy là những cái người khách trước đây là họ xài rất là ok luôn. SSD là 1T ha, 1T thì tha hồ để mà chứa dữ liệu. Và mình quay cho mọi người xem cái độ phân giải màn hình nha, 1920x1080 nè. Do là pin nó báo yếu rồi, màn hình nó hơi nó không, mình cũng không có bật cái độ sáng làm gì. Có thể bật ngửa 180 độ như thế này. Đó. Và mọi người thấy nè, cái dòng này nó chất lượng lắm. Mọi người nhìn nguyên một cái nẹp nhôm ha. Đây là tai xi sấm sét thun bóc đó mọi người. HDMI nè, ngõ này mình không biết, USB. Đây mọi người, cái phần viền khá là đẹp. Cái phần viền này là nguyên một cái nẹp nhôm như thế này luôn, chắc chắn lắm. Và ít có khi nào mà nó về mà nó đẹp, cái nẹp nhôm nó còn mướt rượt, đưa cái tay không cộm như thế này lắm. Bên này là ba ngõ USB luôn nè, ngõ tai nghe. Đằng sau này thì ngõ mạng LAN, ngõ sạc ha. Và mọi người nhìn cái vỏ phủ carbon khá là đẹp. Dòng máy trạm 15.6 inch, cái vỏ phủ carbon không có bị chày xước gì hết. Nhìn chất lượng lắm mọi người. Đây ha, mình quay kỹ cho mọi người xem. Cái cấu hình máy thì mình cũng có chi tiết cho mọi người rồi, mình chỉ quay cái vỏ ở ngoài thôi. Thực sự thì nó chỉ trầy đúng tí chỗ này thôi mọi người nè, chứ cũng đó chút xíu vậy thôi. Còn lại là mình thấy cũng tương đối. Thật sự máy cũ đã qua sử dụng rồi thì nó phải có dấu hiệu cũ đã qua sử dụng. Nhưng mà những cái mà nó không có đáng nhắc tới thì mình không có nhắc nha mọi người, chứ không phải là nó đẹp như đồ mới đâu. Thật sự mọi người tưởng đẹp như đồ mới là không phải đâu nha. Máy cũ phải có dấu hiệu sử dụng rồi thôi. Rồi hiện tại thì mình thấy trầy xíu chỗ đó. Máy là có bao dinh nguyên bản, không hề sửa chữa gì hết mọi người. Nhà mình là hàng về sau là mình bán như vậy, dù rẻ cũng như máy đắt. Và tất cả đều bao dinh cho mọi người, nên mọi người yên tâm về cái chất lượng. Máy lúc nào cũng kèm sạc hết. Máy trạm thì sẽ có sạc dinh, không máy trạm máy thường sẽ có sạc dinh. Máy thường sạc máy trạm thì thường thường watt nó lớn mọi người. Sạc máy trạm nó lúc nào nó cũng đắt tiền hết trơn, nó khủng. Nên mọi người yên tâm từng cái cục sạc cho tới mọi thứ. Và mình báo giá con này là 11,5 triệu. Ai chốt thì inbox mình, mọi người mua hàng cọc cho mình 1 triệu. Còn lại thì mình ship code và mình bao test cho mọi người 7 ngày. Trong thời gian 7 ngày đó máy có lỗi gì thì mình sẽ đổi máy khác cho mọi người. Nếu mà ví dụ như mình không có cái máy cùng model đó đi thì mình có thể là mọi người không có nhu cầu nữa thì mình sẽ hoàn tiền lại cho mọi người nếu như máy lỗi. Thật sự trước giờ chưa bao giờ bán máy chạm mà phải để lỗi hay gì đó mọi người ha. Rồi cảm ơn mọi người nhiều, ai chốt thì inbox mình nha.